Pavisati, đầu trọc không sa môn. Nếu phóng túng nói láo, ai còn đầy dục tham, sao được gọi sa môn? Dạ đó phản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Cái đầu trọc lóc phải chăng, dối trá vô hạnh gọi rằng sa môn? Gỡ bao nhơ bận tâm hồn, tỳ kheo trí hạnh chánh chơn mới là. Và phụ thơ của Thượng Đoại Dưới Đức: Nam mô đa kê na sa manô a pa tô an li cam ba năng i cha lô pa sa ma pa no sa ma no kin pa vi sa ti. Nam mô đa kê na sa ma no Ampato alikam banang icalopang samanpano samano kin pavisati. Dạ con đã đọc xong hôm qua, đi qua chữ quá mệt. Sa thú giật hình, tôi đi buổi sau đi, hôm qua đi chợ gặp mấy đứa nhỏ, nó thôi đi chợ mẹ đi vô hái sơ ri cho nó vui, thành ra là trừ về bị khan tiếng rồi. Đâu có chi gặp lại sau. Sa thú ngày cảm ơn nhật huynh nhiều lắm. Dạ. Dạ con sư ma, Nam mô Bụt tha giá, Nam mô tham ma giá, Nam mô sang khách. Con kính lễ chư tôn đức, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ. Sư ma kính chào chư quý cận sự. Con xin đọc pháp cú 264. Nam mô đá kê ná sa ma nô a pha tô a lý căn pha năng ít cha lô phá sa ma sa ma ma ba nô sa ma nô kin kim phá quý sa tí. Nam mô đá kê ná sa ma nô sa áp phá tô á lý căn pha năng ít cha lô phá sa ma nô sa ma nô sa ma nô kim phá quý sa tí. Nam mô đa kê na sam pa nô a pha tô a li căn pha năng y cha lô pha sa ma pa nô sa ma nô kim pha quý sa ti. Nam mô đa kê na sam ma nô a pha tô a li căn pha năng cha lô pha sa ma pa nô ba nô sa ma man sa ma no ki sa ti. Na bun da ke na sa ma no a pha to a li kang sa mang e cha lo pha sa ma pa no sa ma no kim pha vi sa ti. Đầu trọc không sa môn, nếu phóng túng nói láo, ai còn đầy tham dục dục tham, sao được gọi sa môn? Cái đầu trọc lóc phải chăng, dấu trá vô hạnh gọi rằng sa môn? Bản phổ thơ Hòa thượng Giới Đức. Dạ kính mời Ai Minh ạ. Dạ, sa thú lành thay. Nam mô Bụt tha giá, Nam mô Tham ma giá, Nam mô Sang kha giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, cô tu nữ Khánh An. Kính chào quý anh chị. Cảm ơn quý chị đã cho biết rõ tín hiệu. Con xin phép được trả bài câu pháp cú số 264. Nam mùn đa kỳ na sa ma nô ấp ba tô a li càng pha nằng ít cha lô pha sa ma bàn nô sa ma nô kinh pha quýt sa tí.
Nam mùn đa kỳ na sa ma nô ấp ba tù a li càng pha nần. Í chà lô pha sa ma bàn nô sa ma nô kinh pha quýt sa tị. Nam mùn đa kê na sa ma nô ấp ba tù a li càng pha nần. Í chà lô pha sa ma bàn nô sa ma nô sa ma nô kinh pha quýt sa tị. Na mun da ke na sa ma nu appa to ali kang panang in cha lo pa sa ma ban nu sa ma nu kin pa win sa ti đầu trọc không sa môn. Nếu phóng túng nói láo, ai còn đầy dục tham sao được gọi sa môn. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Nam mùn đa kề na sa ma nô áp ba tô a li càng nằng ý cha lô pha sa ma bàn nô sa ma nô kinh pha quý sa tí. Nam mùn đa kề na sa ma nô áp ba tô a li càng pha nằng ý cha lô pha sa ma bàn nô sa ma nô kinh pha quý sa tí. Cái đầu chọc lóc phải chăng chói chá vô hạnh gọi rằng sa môn, cỡ bao nhơ bận tâm hồn, tỳ kheo trí hạnh chánh chơn mới được giới đức. Kính nhân mít lại đào tràng ạ. Con bước tăng lên với anh chị Lâm Bảo Tràng, có chị Ngọc Quỳnh, chị Quan Nghệ cho các tín hiệu nghe rõ. Con xin kể có con hút số 264 ạ. Thơ của Hòa Thượng Giới Đức.
kể xong ạ, xin mời Phan Thái có gì kết tiếp ạ. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Thích Trần Đạo, Nhật Quỳnh nói Trần Đạo, cứu bầu Nhật Quỳnh, kể 10 lần đi. Dạ, cảm ơn Quang Việt, cảm ơn Trần Đạo, cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu hôm nay, Quỳnh bắt thanh á thì bận, không biết sao lý do gì, không có Thích Đăng Đông vào luôn, mà đạo tràng thì vắng những giọng kệ. Mà đến bây giờ Nhật Quỳnh cũng thấy, chưa thấy quý sư xuất hiện nữa nên không biết làm sao luôn. Dạ, nên mong Trần Đạo kể 10 lần mà không thấy Trần Đạo kể 10 lần. Hôm nay tâm hương người lại khang tiếng. Dạ, kính chào, tôi là vị nhé, người vào đạo tràng. Dạ, thôi thì Như Quỳnh xin phép được đọc và kệ để chờ những dòng kệ vàng vào. Nam mùn na kê na samano áp bát tơ ali căng pha năng ít chà lơ phá sa ma bạn nơ sa ma nơ kinh phá quyết sa tị Nam mùn đa kề na sa ma nơ áp bát tờ a li căng phà năng ít chà lơ phá sa ma bạn nơ sa ma nơ kinh phá quyết sa tị Nam mùn đa kề sa ma nơ áp bát tờ a li căng phạn năng ít cha lơ bát sa ma bàn nơ sa ma nơ kinh pha quyết chặt đi đầu trọc không sa môn nếu phóng túng nói láo ai còn đầy dục tham sao được gọi sa môn. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài hòa thượng Minh Châu. Mến chào Sú Khá, anh Đúc Khá vừa chào đạo tràng. Nhật Quỳnh bót bài lên, Nhật Quỳnh kể mấy lần nữa cho Sú Khá chuẩn bị đưa bàn tay xinh đẹp mình lên nghe. Nam mun đa kê sa ma Nam mun đa kê na sa ma no áp ba tơ a li căng pha năng ệt cha lơ pha sa ma ban no sa ma no kinh sa quyết cha ti Nam mun đa kê na sa ma nơ áp ba tơ a li căng pha năng ệt cha lơ pha sa ma ban nơ sa ma nơ kinh sa vụt sa sa ma nơ kinh pha vụt pha quyết sa ti Nam mun đa kê sa Na sa ma nơ áp ba tơ a li căng pha năng ệt cha lơ pha sa ma ban nơ sa ma nơ kinh và quyết cha ti cái đầu trọc lóc phải chăng dối trá vô hạnh gọi bằng sa môn gỡ bao nhơ bận tâm hồn tỳ kheo trí hạnh chánh chân mới là. Và đây là bản hộ thơ của Hòa Thượng Giới Đức, con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Nhật Quỳnh thấy cảm ơn vào. Nhật Quỳnh mừng quá, đọc sai luôn đó, cảm ơn. Dạ, bây giờ thì mời bàn tay Xuất Khá, mời bàn tay cảm ơn nha. Kính mời hai vị ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ Nam Mô Tham Ma Dạ Nam Mô Sang Kha Dạ con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô phụ nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc con bài câu pháp cú số 264. Nam mùm đá kỳ ná xá má nồ Appato Alikang Panang Icchā
cha lô pa sa ma pan no sa ma no kim pa vít sa tí na mum đá kê na sa ma no áp pa tô á lý căng pa năng ít cha lô pa sa ma pan no sa ma no kim pa vít sa tí á mum đá kê na sa ma no áp pa tô á lý căng pa năng ít cha lô pa sa ma pan no sa ma no kim pa vít sa tí đầu trọc không sa môn nếu phóng túng nói láo ai còn đầy dục tham sao được gọi sa môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cái đầu trọc lóc phải chăng dối trá vô hạnh gọi rằng sa môn, gỡ bao nhơ bận tâm hồn. Tỷ kheo trí hạnh chánh chơn mới là. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm nhân đã ôn bài xong, mến mời bằng thai của Sú Khá. Alo. Alo, dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Cảm ơn cô Hoàng Nguyệt. Dạ con cảm ơn cô Cẩm Vân. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính định lễ thượng tọa Minh Hạnh, thượng, thượng tọa Tuệ Quyền cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào với cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đời. Con xin đọc cô kinh pháp cú số 264. Nam mô Đa Sa Ma Lô A Pa Tô A Li Căng Pha Lăng Bích Cha Lô Pha Đa Sa Ma Bàn Lô Sa Ma Lô Kinh Pha Huyết Cha Tí Sa Tí. Nam mô Đa Kê La Sa Ma Lô A Pa Tô A Li Căng Pha Lăng Bích Cha Lô Pha Sa Ma Bàn Lô Sa Ma Lô Kinh Pha Huyết Cha Tí. Nam mô Đa Kê La Sa Ma Lô Apato Alikang Pha Lăng Icha Lô Pha Sa Ma Pan Lô Sa Ma Lô Kinh Pha Huyết Sa Tí. Đầu chọc không sa môn nếu phóng túng nói láo ai còn đầy dục tham sao được gọi sa môn. Đó là bản dịch của Thượng Thích Minh Châu. Đã con đã đọc bài xong. Dạ, dạ con không thấy ai. Dạ con kính mời cô Nhật Huỳnh nhé. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ xà thủ kính cảm ơn sư Khá, anh Đức Khá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính lãnh lễ thượng tọa Tuệ Quyền vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ cảm ơn Trần Đào. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Sú Khá, anh Đức Khá. Cẩm Vân xích Trần Đạo, cô Ái Minh xích Sương Mai, xích Tâm Phương đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ kéo dài dài ra cũng đủ giờ. Rất là cảm ơn quý vị. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ xa thủ con thấy con thành kính lên lệ đại đức Pháp Tính vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Phước Pháp Sư. Trước khi chúng ta được đại đức Pháp Tính cũng như thượng tọa Tuệ Quyền giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddha Sa Nam Mô Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa Nam Mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddha Sa.
Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm vườn lộc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh giữ pháp từ đó là Nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tử bi. Chúng sanh ngồi khắp đúng ni, mới mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Thai giá, con thành kính lãnh lễ đại đức Tịnh Đạt vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhục mình kính chào quý anh chị em đạo hữu gửi vào đạo tràng. Con kính bạch đại đức Tịnh Đạt. Dạ, hôm nay sư có giảng từ vựng điền khuyết cho đại đức Pháp Tính không sư? Dạ, dạ, đại đức Pháp Tính giảng sa thú con kính tri ân. Con sợ mắt của sư còn đau. Dạ, nam mô Bích Thai giá, dạ con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng câu pháp quốc kinh số 265. Nhục Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sàng Khà Giá. Con xin kính lãnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin kính lãnh lễ đến Thượng Tọa Thiện Quyền, Thượng Tọa Minh Thành, Đệ Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta bắt đầu học bài mới, đó là câu kệ có quốc kinh số 265. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần kinh nghĩa từ vựng. Vô chát sát mê tí ba ba ní. Vô chát sát mê tí ba ba ní. Vô chát sát mê tí ba ba ní. An nung thù là ní sắp ba sô. An nung thù là ní sắp ba sô. An nung thù là ní sắp ba sô. Samitatta hipa ba năng. Samitatta hipa ba năng. Samitatta hipa ba năng. Samano tí ba út chá tí. Samano tí ba út chá tí. Samano tí ba út chá tí. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái đại từ vô. Vô có nghĩa là người nào hay là ai. Vô có nghĩa là người nào hay là ai. Chá có nghĩa là và. Chá có nghĩa là và. Sa mê tí, dạ xin lỗi, sa mê tí. Sa mê tí có nghĩa là làm lắng dịu. Sa mê tí làm lắng dịu. Ba ba ní, điều ác. Điều ác hay là việc ác. Ba ba ní. Anh nung. Anh nung là nhỏ. Anh nung là nhỏ. Thu la ní. Thu la ní là lớn. Thu la ní là lớn.
Sapaso. Sapaso, hiện từ sapa, sapaso. Sapaso có nghĩa là tất cả. Sapaso có nghĩa là tất cả. Samitatta. Samitatta, samitatta có nghĩa là đã được lắng dịu. Samitatta có nghĩa là đã được lắng dịu. Samitatta đã được lắng dịu. Hí có nghĩa là thật vậy. Hí có nghĩa là thật vậy. Hí có nghĩa là thật vậy. Ba ba năng có nghĩa là các điều ác. Ba ba năng các điều ác. Samano. Samano có nghĩa là sa môn. Samano có nghĩa là sa môn. Tí có nghĩa là do vậy. Do vậy. Do vậy. Bhavuccati. Bhavuccati có nghĩa là được gọi. Được gọi. Bhavuccati được gọi. Dạ, vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi. Cảm ơn Phật tử em mình rất nhiều. Vô chát sát mê bà bà ní á nùng thù là ní sắc bà sô sá mi tát tà hi bà bà năng sá ma nô chí vô chá tí có nghĩa là ai lắng dịu hoàn toàn các điều ác lớn nhỏ vì lắng dịu ác pháp được gọi là sa môn. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi, mà bây giờ đến phần duyên sự và ý nghĩa. Phần này sẽ do Thượng Tọa Tệ Quyền thuyết giảng. Do vậy bây giờ chúng con xin thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chào đại chúng. Thay mặt cho hội chúng, chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tệ Quyền từ bi quan hỷ thuyết giảng duyên sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Cú Kinh số 265. Và con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa. Không biết Thượng Tọa Tuệ Quyền có nghe được âm thanh của con hay không. Con xin Thượng Tọa cho con một cái tín hiệu. Dạ, con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Bà Giá, Nam mô Sàng Thầy Giá. Giờ thưa đại chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, để Đức Pháp Tính, để Đức Trình Đạt cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý Thương Nữ cùng chư Phật Tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawan Tăng Apiwa De Miswa Kato Phakkawata Thammo Thammang Namma Sa Misupatipano Phakkawato Sāvaka Sangho Sanghang Namma Mi. Chúng đệ tử xin nguyện tịnh thân khẩu ý tán dương ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyện nhờ quy lực Tam Bảo hành gia hộ đến chư Tôn Đức Tăng quý chúng là cùng chư Phật tử luôn được thành đạt trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thầy. Dạ. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Như chúng ta đã nghe cái câu tích truyện của ngày hôm qua, thì ngày hôm nay cũng là hai câu kệ mà nó nhằm vào một cái tích truyện. Cho một cái chuyện mà hai câu có ý nghĩa cùng nhau. Thì kính thưa quý vị, chúng ta biết là cái tỳ kheo gọi là cái tỳ kheo Thích Cá. Câu chuyện này khi Đức Phật ở tại Kỳ Viên á, kể về tỳ kheo Thích Cá. Thầy này mỗi khi mà có tranh luận với ai á,
thì và đến khi mà cảm thấy yếu lý mà bị thua đó thì hẹn lại người ta bây giờ thôi được rồi, đấy giờ giờ đó giờ giờ kia thì chúng ta sẽ kết thúc cái cuộc đàm luận này, và lúc nào chúng ta cũng hẹn như vậy, chúng ta đi đến trước và nói với mọi người đó, à, tôi đã hẹn rồi mà người ấy không tới, thế là ông ta bỏ đi về. Thì nhiều lần như vậy á, thì cái sự tình đó đó nó bạch được bạch lên Đức gặp Phật. Thì Phật ngày mấy đấy kêu Tỳ kheo Hết Tí Cá này, và ngày mở trách rằng đây là một người hết, đây là hành động hết sức tệ hại. Ngày Hết Tí Cá, có phải người đã làm như thế không? Bạch Thế Tôn, con đã làm như vậy, ông đã làm điều sai quấy, không xứng đáng là một vị sa môn, dầu cho ngươi có cạo đầu. Ngược lại, người mà sửa lỗi lầm, biết cái lỗi lầm mà sửa chữa lỗi lầm thì người ấy mới thật xứng đáng là sa môn. Và Đức Phật đã nói lên hai câu kệ: đầu trọc không sa, không sa môn, nếu không túng nói láo, ai còn đầy tham dục sao được gọi sa môn. Câu số 265: diệt trừ mọi tội lỗi dù lớn nhỏ đều không, xua đuổi nhân phiền não là thanh tịnh sa môn. Thì kính thưa quý vị, chúng ta nghe một cái câu từ, tức là ở đây có nghĩa là người nào mà làm lắng dịu các cái điều ác dù lớn nhỏ, chính cái trạng thái được lắng dịu đó đó đối với các điều ác mà người ấy được gọi là sa môn. Chỗ này rất là ý nghĩa, chứ không phải là chúng ta nghe sám hối xin lỗi rồi, hoặc là biết cái lỗi mình, như vậy là chúng ta là tốt đẹp. Quả thật người biết lỗi đó là một người tốt đẹp. Nhưng ở đây mà cái giá trị mà lắng dịu hoàn toàn các cái ác, lắng dịu á một cách tuyệt đối, hay là cái chúng ta gọi là trừ diệt một cách tuyệt đối các cái phiền não dầu cho là nhỏ nhất, thì như thế mới gọi là sám hối. Thì kính thưa quý vị, kinh văn thì chúng ta được nghe đó, cái chỗ mà hồi nãy, tức là nhỏ nhỏ đó, cứ như là anh ung á, anh ung thu la ní, lớn hay là nhỏ, sa bá đề một trạng từ, tức tất cả dù cho lớn dù nhỏ gì mà cũng được lắm nhiều. Người nào mà đã hoàn toàn đó hoàn thành ba ba ni anh ung thu la ni sắp a sô, cái động từ sa mê tí, chỗ này rất là quan trọng. Làm lắng dịu tức là làm mất đi cái trạng thái của chính nó, chẳng hạn như bây giờ nước trong, nước đã trong. Tại sao nước trong? Bởi vì nước đã được lắng đi những cái bụi, lắng đi những cái dơ, bây giờ là nước trong. Thì nước trong có mặt thì không còn cái nước dơ, nước bẩn có mặt ở đó, được lắng và được đông, được lược. Thì như thế đó, nói ở đây nói đến cái sự tu tập á, và cũng như chúng ta thấy sa mê tí, từ cái chữ sa mê tí là chính là xăng, mà căng xăng nó tiếp đồ ngữ xăng này nó cộng với cái gì, cộng với tiếp đồ ngữ ý, thì nếu như cộng như vậy đó thì nó là sa mê tí xăng dạ, sa mê tí bằng ba pá, tức là tất cả những điều ác dù lớn ba pá ní, nếu như vô, đây là một hán từ, ai hay là người nào mà hoàn toàn đã lắng dịu lòng nhiều, tức là hay diệt trừ được dù cho lớn dù nhỏ điều ác đó đó, thì người đó đó là chính thưa quý vị, thì mới xứng đáng gọi là sa môn.
Cái chỗ này chúng tôi thích cái chỗ nghĩa chỗ này vô cùng. Cái gì là cái chỗ mà Samittata Hippapanang Samano Tipavichati. Cái kết quả hay là cái sự lắng dịu đó đó chính là quả báo sa môn. Hay vô cùng. Thì kính thưa quý vị, ai lắng dịu hoàn toàn các điều ác lớn nhỏ vì lắng dịu ác pháp được gọi là sa môn. Đó là dịch của Hòa Thượng Châu. Bây giờ chúng ta bàn sâu về một cái sự lắng dịu. Có những phiền não đó, nó mang tính tạm thời. Có những phiền não nó mang tính diệt trừ tạm thời. Thế nào là phiền não mà diệt trừ tạm thời? Chúng ta mới học, chúng ta mới nhớ lại. Đó chính là phiền não khi mà chúng ta chứng đắc thiền. Thì chúng ta ở các cõi thiền, chứng đắc thiền và ngự đang trong ngự trong các cõi thiền. Thì thí dụ như bây giờ là tầm tứ hy lạc định, tức là chúng ta không có tức là vi dục, vi ác bất thiện pháp, chứng và trú. Một trạng thái hy lạc do ly dục sanh, trụ ly dục, một trạng thái ly dục mà nó được tầm tứ đạt được thì không phải là một chuyện bình thường. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ rằng dễ dàng mà chúng ta nói là chúng ta diệt dục. Khoan, đừng nói như vậy. Cái dục này nó lớn lắm. Tức là tham dục, pháp dục và tác dục. Cái pháp dục này nó rộng vô cùng. Cái tham dục thì không nói, nhưng cái pháp dục thì nó lớn. Mà trong cái tham dục đó nó cũng cao cấp nữa. Cái tham dục mà ái mà dục, tức là sắc đẹp về tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Nhưng cái ái mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta sanh về các cõi các cõi thiền, đó cũng chính là tham dục nhá quý vị. Còn cái pháp dục tức là muốn ước muốn những cái điều thiện, trong đó nó có pháp dục. Hay là ước muốn những cái điều lành, mong muốn những cái điều lành để sanh về cảnh giới này cõi kia, cũng là nói như nó pháp dục là nó cái điều tốt. Nhưng ở trong cái pháp dục này thì chúng ta phải nâng cấp nó lên. Pháp dục đó đó mà nó ly tham, đó chính sanh về các cõi đó để không phải đau khổ. Còn nếu như chúng ta mà nghĩ rằng chúng ta ước mong sanh về các cõi đó thì nó cũng bị cái dục nó bao trùm ở trong tâm ta. Mà dục này cho đến tam quả nó mới, hay là chúng ta gọi là tứ đạo thì mới diệt trừ. Tam quả mới bắt đầu, tứ đạo mới diệt trừ, nó không còn dục. Cho nên ở đây cái người mà phiền não đợi tạm thời chấm dứt thì đó là cái gì? Đó là các vị, tức là diệt trừ tạm thời, tức là các vị chứng thiền, hay những người đang an trú trong thiền, hay đang trú trong pháp. Còn người mà lắng dịu hoàn toàn thì cái đó chỉ có bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Chúng ta phải khẳng định như vậy. Cho nên để mà gọi là đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, hay hoặc là tứ sông bát bối đó, gồm bốn đôi tám vị đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm, cung nghinh kính lễ một niềm hạnh đức cao cả, phước điền dày sâu. Cái câu mà đọc rất là tuyệt vời. Bậc diệu hạnh thinh văn đệ tử, bậc chánh chơn pháp lữ tăng già, bậc mô phạm cõi ta bà, thân tâm trực hạnh lìa xa luân hồi. Chỗ này là quý vị thành đạo quả bốn đôi tam chúng, đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm. Cái chỗ mà ứng cúng tôn nghiêm đáng kính lễ cúng dường, cung nghinh kính lễ một niềm thánh đức cao cả, phước điền dày sâu, tức là cái dòng chỗ đó là ruộng phước vô lượng cho đời. Đó mới là một giá trị tuyệt đối. Chúng tôi thường, chúng tôi giảng lên, chúng tôi nói chuyện với các tăng ni sinh, chúng tôi nói xin lỗi với quý vị ha. Tất cả chúng ta phàm phu, cho tới hàng các vị hòa thượng tôn túc, ni trưởng, ni sư, sư ông, sư bà, sư bác, sư chú, sư bá, sư thúc gì đó, tất cả mọi người, nếu như mà chưa đặt vào dòng thánh, tất cả là ăn mài công đức Phật hết. Xin lỗi chứ nhờ phước Phật, chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta tu hành mà nó cao thượng, chúng ta tu hành cao cả mà được thế kia, không có đâu. Tất cả là ăn mài công đức Phật hết. Bởi vì họ bị gì tinh lý nhân quả, họ vì tin Phật mà đem đến dân cúng. Chứ chúng ta không phải là chúng ta nghĩ rằng
À, bà cơ mình là bậc cơ như là trưởng bối, hay hoặc mình là bậc sa môn phạm hạnh, hoặc mình là người tu hành như thế này thế kia, bắt đầu coi người ta như thế này gọi người ta như thế kia, hay là có các sư các cô các thầy nhiều khi gọi kêu người ta kêu con, là kêu xưng thầy xưng ba xưng bố xưng thầy xưng ông xưng bà xưng này xưng kia vân vân, tất cả những hình thái đó đó là chúng ta nhân danh công lý đó, đừng có giỡn cho thầy hay là cho ông như thế này thế kia. Thì cái đó chúng qua chúng ta nói theo ngôn từ thì không nói, nhưng nếu mà chúng ta nói theo một cái định hình định danh đó thì chúng ta coi chừng. Mà một cái giá trị mà để gọi là xứng đáng được nhân thiên, được lễ bái, được cúng dường thì đó chính là bốn đạo bốn quả và một niết bàn. Mà cái đó chính là mới gọi là sát tha đê quân sa năng, gọi là trời người kính lễ. Con người mà có sự dối trá, người mà có cái sự tốt đẹp như thế này thế kia, nó không phải là một vấn đề. Chiếc áo không làm nên một người tu, mà cái dân Việt chúng ta nói chiếc áo không làm nên một người tu, tức là không phải cái đầu trọc đó, mà đó chính là sa môn đâu. Ở đây Đức Phật Ngài dùng hình 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 ảnh phê phán trực tiếp, rất là tuyệt vời, một hình ảnh phê phán trực tiếp, không phải là trọc đầu gọi là sa môn. Học chiếc áo không làm nên một người tu, hay là chúng ta nhớ lại cái câu mà của người tỳ kheo mặc cái áo, mặc cái y đẹp thật đẹp, coi như là nghĩ rằng mình là dòng của bà, dòng của Thích Ca đây, cho nên ta mặc cái áo lên áo mới rồi đi tới đi lui khoe. Cái gặp Phật cái ngồi cười, nó nói ai mặc áo cà sa tâm chưa rời ở trượt, không tự chế chân thật, thật không xứng áo cà sa. Đây là giá trị thật đó quý vị. Cho nên á, nhiều khi á, chúng ta phải hiểu cái lý. Nhưng quý vị cũng nhớ một điều, cái chuyện người ta không xứng đáng, nhưng chúng ta phỉ báng, đó là một cái tội đại tội vô cùng của chúng ta nhé. Chúng tôi nói như vậy không phải là chúng tôi bảo quý vị người phải phải cúng phải kính phải lại thế này thế kia, nhưng chúng tôi nói thành thật thì dầu cho đó là một cái hình thái của người ta sai thì tự người ta chịu, nhưng mà chúng ta nếu biết hay chúng ta vì một cái bực bội, vì một cái tư vị, vì thương, vì ghét, vì sợ, vì ngu si hay vì gì đó đó mà chúng ta phê phán họ bằng một cái thương cái ghét, bằng một cái nhìn mà phiến diện từ trong tâm của chúng ta, thì chúng ta cũng có lỗi, có lỗi với tự thân, có lỗi với tam bảo, có lỗi với cái hình bóng. Chúng ta nhớ như vậy đó. Ngày xưa mà khi mà thở mà còn là Bồ Tát á, lúc mà đàn voi, chúng ta nhớ cái tích truyện đó không? Thì lúc đó Bồ Tát làm vua chúa, thì một hôm có một người thợ săn thấy cái đàn voi này nó rất là đông đảo và muốn giết voi cho nó bị mất cách nào, thì thấy cái đàn nguyên đàn voi đi qua đi lại thì con vua chúa đó là Bồ Tát, cho nên đi thấy có một vị đạo sĩ ngồi ở gốc cây đi ngang thì cái hình bóng đó đó con vua chúa quỳ mọp xuống bắt đầu lễ lại, thì các con voi sau nó cũng bắt đầu đi, nó cũng mọp mọp nó đi theo, nó cũng mọp như vậy. Thì người thợ săn này thấy như vậy đó thì mới bắt đầu mới làm bộ lấy một cái áo, lấy một cái y cũng giả là một thợ săn, bắt đầu ngồi xuống ở ở ở một cái gốc cây đó chờ cái đàn voi nó đi qua hết. Thì cuối cùng thì bắt đầu mới nó mới canh cái người giả tu này á, thì mới canh con voi cuối cùng, thì nó giết chết con voi cuối cùng. Thì lần lượt cái đàn nó thưa, thì Bồ Tát mới suy nghĩ, ủa sao kỳ vậy ta, sao cái đàn voi của ta ngày nó càng thưa thớt. Và thế là Bồ Tát mới nghĩ là bây giờ ta đi đầu, không vì ta không đi đầu nữa, ta đi sau cùng, ta kiểm tra coi tại sao mà nó như thế. Thì cuối cùng thì con voi vua chúa mới đi sau cùng. Thì cái người thợ săn này không biết đó là con vua chúa. Thì khi mà người thợ săn nó bắt đầu ám hại cái con voi vua sau cùng, thì lúc đó Bồ Tát biết, thì vừa đâm trúng cái vết thương. Thì kính thưa quý vị, thì con vua chúa nó lấy cái vòi nó quấn cái người giả tu này, nó vừa vất lên vừa quăng lên, thì có một cái thì hất lên kia nguyên y, nó rơi ra. Thì kính thưa quý vị, con voi đó quỳ mọp xuống
không đụng chạm nữa và bỏ đi. Qua đây chúng ta biết con voi Chúa nó có một cái tánh linh như vậy, có một cái tánh hiểu biết như vậy, bởi vì đó là hình bóng, đó là hình bóng của Sa Môn Hạnh, hình bóng của Phật Đà. Cho nên con voi Chúa nó tha. Mà người ta nói một câu rất là hay, cái người dân Việt Nam chúng ta có một câu rất là tuyệt vời, đó là không nể trụ trì thì cũng kiêng Phật Tổ. Chứ vào chùa chúng ta cứ bài hải coi như là đòi làm quan làm vua, hay đòi làm quyền làm hành, hay là thích người này không thích người kia, mắng chửi đầu này mắng chửi đầu nọ, thì cái điều này đó là coi như là chúng ta không nhớ, không có người hiểu biết. Nói một cách hơn nữa tức là chúng ta không hiểu biết nghiệp quả. Hiểu biết nhân quả thì chúng ta không làm, mà chúng ta biết nhân quả rồi thì không cần thiết gì. Chúng ta không thể thay đổi được thì thôi, chúng ta không thay đổi, tất cả là nghiệp duyên. Người ấy làm đúng làm sai có cái nghiệp quả riêng của chính họ. Thì ở đây, kính thưa quý vị, muốn nói như vậy để cho chúng ta biết chúng ta không có tự động mà chúng ta vô tâm vô tư để mà chúng ta bái bái lại lại, hay chúng ta tôn chúng ta thờ, mà chúng ta cũng không có phải xem một hình bóng đó chỉ là một hình bóng là như thế nào cả, mà đó chính là một đối tượng. Và như thế, kính thưa quý vị, Phật pháp tồn tại. Chúng ta thấy qua bao nhiêu cuộc đổi thay của các nước quốc giáo thì nó cũng có những lúc thăng lúc trầm, lúc thịnh lúc suy, lúc như thế này lúc như thế nọ trong giới tăng già. Nhưng mía sâu cũng có đốt, nhà dầu cũng có nơi, chứ không phải tất cả là như vậy. Và ngày hôm nay người ta như thế, ngày mai người ta khác, nó đều có một sự đổi thay, nó đều có một cái sự sửa chữa, chứ không phải là chúng ta cứ cho trị gì nó cũng là hoàn toàn tuyệt đối, cái giá trị gì nó cũng là như như nhất nhất, sao được. Ở đây chính là một cái làm một hành động gì đó mà đừng có cái gì, đừng có nhân danh làm một hành động gì đó mà đừng có giả bộ, đừng có bày đặt. Tu cũng vậy nữa. Cái gì đúng là đúng, cái gì sai là sai, mà cái gì đừng có mà chúng ta biết, tức là treo đầu heo bán thịt chó, hay là chúng ta gọi là cái vấn đề nhân danh công lý, hay là núp bóng. Chúng ta núp cái này mà chúng ta giải quyết theo cái cách khác thì đó chính là một điều mà nó mang đến cái sự đau khổ rất là nhiều cho phần đông và cho đại chúng. Vì hiểu biết cái tinh thần Phật pháp, người đệ tử ấy, người ta tu có một cái lý hết sức là đặc biệt, hết sức là tốt đẹp. Và thường thường chúng ta nói tới cái đường sinh tử hồng ai nó giữ ông tu ông đắc, và tu bà đắc, chúng ta không thể thay đổi được. Có nhiều khi trong cuộc đời cái mình tính không phải tính của người ta, cái mà mình không phải cái thích người ta, cái mà mình muốn tu, cái mình muốn hiểu, cái mình hiểu không phải cái người ta hiểu, cái mình tu chưa chắc cái người ta tu giống mình, cái mình nói chưa chắc nói nhiều giống mình, cái mà mình suy nghĩ thì chắc chắn rằng người ta không suy nghĩ như chính mình. Cho nên chúng ta không có quyền, chúng ta không nên có một cái sự suy nghĩ phải áp đặt, phải cho mình là như thế này và cho mình là như thế kia. Và kính thưa quý vị, cái gì là sự thật, cái đó mới tồn tại. Một con người thật sống với đạo, một con người có cái tâm hồn thật với đạo, thì đạo có như thế nào thì người ấy cũng vẫn đi trên con đường đạo, cũng vẫn hành đạo, cũng vẫn sống với đạo, cũng vẫn nếm trải trong đạo. Đối với những người có cái tâm, có cái tình và có cái tánh với đạo. Chứ còn nếu như chúng ta biết là quơ qua mấy bước là mất tích không còn. Mà đòi hỏi cái người tu cao độ có cái gì? Có một niềm tin, có niềm tin nhân quả, có một niềm tin, có một sự kính trọng Tam Bảo, thì họ tu cũng được, họ không tu họ cũng vẫn kính trọng Tam Bảo, vẫn kính trọng tăng già. Coi tăng già là một điểm tựa, coi tăng già là một cái hình bóng lớn, chứ không phải như chúng ta nghĩ rằng bây giờ quý vị biết ở bên quốc giáo nhiều vị người ta lớn, người ta giỏi lắm,
người ta làm acha thì người ta lại làm lục rú acha đó, tức là người ta giỏi lắm. Nhưng khi người ta vào, khi người ta theo hoàn tục rồi, người ta vào chùa, người ta đảnh lễ những vị sa di nhỏ đó. Bởi vì người ta biết ở đây nhiều khi đây là những hình bóng, đây là những con người mà mai sau làm rạng rỡ, sẽ làm tốt đẹp cho Phật pháp và sẽ thực hành pháp một cách tốt đẹp. Bởi cho Đức Phật nói đừng có xem thường một hình bóng sa môn nhỏ nó là như vậy. Và gì cũng vậy, chúng ta có thể nói bậy được, nhưng chúng ta không có thể suy nghĩ bậy. Chúng ta có thể suy nghĩ về một người bậy được, nhưng chúng ta không có thể suy nghĩ cả đám bậy, cả đoàn, cả đám như vậy. Thì chúng ta, con người chúng ta không có hoàn bị. Ở trong nơi nào cũng vậy, cũng sẽ có cái tốt cái xấu, nơi nào cũng có sẽ cái, cũng sẽ có cái được và cái không được, cái chấp nhận và cái không chấp nhận, và cái có thể chấp nhận và cái không không thể chấp nhận. Nhưng quyền của chúng ta có thể không chấp nhận, nhưng trong cả thải thì chúng ta không được tự mà phủ quát phủ biết. Có nhiều người tự cao tự mạn nghĩ rằng tôi biết như thế kia. Xin lỗi, chả có biết cái gì. Nói cái chuyện đơn giản thôi, anh nói nhiều là anh không biết nhiều. Càng diện dẫn nhiều, càng nói nhiều, càng phân tích nhiều, là tự chúng ta là từ đào hôn, đào tự đào hố chôn để mình, chứ không có gì hết. Cái việc mà chúng ta nói tầm bậy tầm bạ, nói không thật, dối trá, sống coi như là tà mạng, đó cũng là phi pháp. Mà cuộc sống chánh mạng nó rất là khó, cuộc sống chánh nghiệp nó rất là khó, cuộc sống chánh ngữ nó rất là khó. Bởi vì ở đây chính là giới học, không phải là một chuyện đơn giản. Thấy người ta cười cười, người ta sàng sàng, người ta ào 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 đùng đùng. Nhưng điều mà nhiều khi những người đó chưa chắc là một ngạn ngữ lớn. Thấy người ta hành động một cách khủng khiếp, nhưng cái thân ác đó, giới có phạm đó, nhưng chưa chắc người đó là người tệ hại. Chỉ có một tri kiến, hiểu sai, hiểu quét. Giờ với cái nhìn tệ hại nữa, tức cái nhìn chấp thủ, cái nhìn câu thúc. Có nhiều người ta giữ giới, người ta cho giới, người ta chỉ có người ta trong sạch, tất cả những người khác lắm nhơn. Có một số người như vậy, vì họ nhìn bằng một cách, tức là chỉ có họ mới hiểu được cái giới, chỉ có họ mới trì được cái giới, chứ còn tất cả những người khác tức là lắm nhơ hết. Nó lại vậy đó. Mà đâu họ đâu biết rằng chính cái tâm của họ mà khởi lên như vậy là sự thật cái giới họ có vấn đề. Giữ giới để cho làm tam nghiệp của họ nó trong sạch, chứ không phải giữ giới để mà có sự phân biệt, giữ giới để mà có một cái sự so sánh, giữ giới để mà có một cái sự coi như là tôn xưng mình, hạ người, giữ giới để cho rằng mình hơn người, và giữ giới để nghĩ rằng mình họ thua mình, vân vân. Thì chính là những cái đó nó không phải là cái giới của bậc thánh, giới của sự động viên, giới của cái sự hoàn thiện. Mà đó chẳng qua giới chỉ giữ để làm một cái món trang sức cho chính họ thôi. Món trang sức của chính họ, và chính họ tự họ tre, họ trây, họ trét vào mặt họ cho là đẹp, nhưng chưa chắc người khác nhìn thấy họ đẹp. Không biết nó nhìn cái hình thù gì, nó quái gì không có gì nữa. Cho nên vì vậy, sự tu tập là một điều hết sức cần thiết. Gọi là ma ma Phật Phật, nó là vậy. Sự thật ma là ma, Phật là Phật, chứ không có vừa ma ma mà vừa Phật Phật. Đến lúc thiện tâm hay là ác tâm, hay hoặc là không thiện không ác, không có một tâm hồn mà cùng sanh cùng một lúc, tức là thiện ác sanh cùng một lúc. Ác thì không có thiện, thiện thì không có có ác. Tức là dữ thì không thể đi với lành. Cái lành dữ này nó đối xứng. Tâm bất thiện phát sanh với người nào quả thiện, quả bất thiện sẽ tổ sanh với người đó. Tâm thiện khởi sanh trong người nào thì quả thiện sẽ khởi sanh trong người đó. Đây là một giá trị nhân quả tuyệt đối mà không hằng hữu, không thay đổi. Không thể nào mà nhân thiện, không thể nào mà nhân thiện lại cho quả ác, mà cũng không thể nào mà nhân ác lại cho
cho quả thiện, điều này không thể xảy ra. Nhân quả nó có liên quan, có tức samuppado, quá và tham mô, nó liên quan và tương sinh nhau một cách rõ ràng. Do hành động thân, khẩu, ý của tất cả chúng ta. Có những người biết rằng hiện nay mình đang ác, nhưng tương lai họ thiện có. Có những người đang thiện nhưng tương lai lại ác. Có những người hiện tại thiện, tương lai thiện. Có những người hiện tại ác, tương lai ác. Có những người hiện tại không thiện, tương lai cũng không thiện luôn. Có những người hiện tại không ác, tương lai cũng không ác luôn. Ở đây nói tức là ngay cả các bậc thánh hữu học và các bậc thánh vô lậu cũng như vậy. Đối với các ngài không có nghĩ thiện thì cũng không có kết quả thiện, không nghĩ ác thì cũng không có quả ác. Đó là các ngài đã diệt tận phiền não rồi. Tức là các lỗi lầm dù nhỏ nhặt cũng không có. Bởi mà không có cái quả của lỗi thì đâu có kết quả của cái lỗi đó. Bởi vì không thiện, không bất thiện. Chỗ này cũng là một điều mà chúng ta nhớ. Có đôi khi chúng ta nghĩ rằng cái tội lớn thì nó mới là lớn, còn tội nhỏ nó không là nhỏ. Mà đối với các bậc thánh, mà các bậc mà tịnh lậu, các bậc mà tịnh hạnh, gọi là chân chánh hạnh, thì tám nghiệp thanh tịnh, thân khẩu và ý nghiệp được thanh tịnh. Thân khẩu ý nghiệp được thanh tịnh sẽ làm nhân làm duyên để cho đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ sa môn xuất hiện. Nếu như đệ nhất sa môn tức là tu đầu quần xuất hiện thì diệt trừ thân kiến hoài nghi với cấm thú. Cái này đó là sự sát trừ tuyệt đối, còn tất cả các cái sự còn lại vẫn hiện hữu. Rồi qua tứ đại hàm giảm nhẹ sân, qua a la hàm diệt và qua a la hán diệt trừ dục. Ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh, phóng dật đều được chấm dứt. Thì cái tinh thần đó chính là một quy trình đoạn diệt của cái ác bất thiện pháp, dù lớn dù nhỏ. Cho nên cái câu kinh rất là hay: bậc tu đầu quần dù vô tâm phạm điều tội lỗi như thế nào, nhưng các ngài cũng không hề bao giờ đưa đến cái tội đó để giáng sanh vào địa ngục. Cột cờ đã đóng cứng với đất, dù gió bốn phương cũng không lai chuyển thế nào, thì người phải biết rằng đối với bậc thánh, khi mà đã diệt trừ phiền não, khi mà thân kiến hoài nghi với cấm thủ đã đóng cứng dưới, thì đó là tu đầu quần. Khi nào mà coi như cột cờ này không thể nhổ được thì đó là khi bốn đạo bốn quả một niết bàn. Rất là tuyệt vời. Cột cờ đã đóng cứng dưới đất, dù gió bốn phương cũng không lay động thế nào, người nên tiệm tâm bác ái vô lượng vô biên. Ở đó chính là sự xưng tán tăng, đức tăng này như trân châu quý báu cao thượng, cầu xin sự thành đạt, sự an lạc. Đặc biệt lắm quý vị, môn nó tức là không có thể là lai chuyển được. Cái khâu sự không lai chuyển ở đây chúng tôi cũng nói tiếp cho quý vị biết, đó chính là tự các ngài đã tự tạo cho mình một cái kinh cảnh. Nguyên một đời mình phải theo Phật, đã hiểu biết được nhân quả, dầu có hành động, dầu mình có hành động ác, dù mình có khẩu ác, mình có ý ác, nhưng mình phải có một niềm tin chắc chắn rằng nguyện đời đời theo Phật, bất cứ hoàn cảnh nào, đời đời sanh ra có một chánh tri kiến, nguyện đi theo dấu chân của Phật Đà, đi theo cái con đường chánh tri kiến, chánh đạo, chánh pháp. Phước nguyện như là cột cờ đã đóng cứng, không thể nào thay đổi. Vì có một người bay lên không trung cho rằng chỉ có ta mới là Phật, những điều gì mà Sa Môn Cồ Đàm nói rằng đó là sai hết, ta mới là Phật nè, các ngươi theo ta là chúa thể đây,
Nếu như chúng ta không có một niềm tin, chúng ta thấy họ thăng thiên, họ độn thổn cho chúng ta giật mình, chúng ta khiếp sợ. Nhưng điều sự thật, cái hiểu biết Phật pháp thì cái chuyện mà thăng thiên độn thổ đó nó rất là nhẹ nhàng đối với người mà chứng đắc thiền và có cái thần thông hay là có cái năng lực của họ có thể mà làm khác thường. Thì con người mình làm khác thường thôi là mình đã giật mình. Mà khi mà giật mình, nếu như mình không có sự học hiểu, không có một kiến thức, không có một cái kiến thức nhân quả, không có một kiến thức Phật pháp vững vàng, là chúng ta bị lui sụp ngay, chúng ta bị chế giới liền. Tự nhiên họ nói, họ làm chúng ta kêu chúng ta đứng đứng, chúng ta đi đi, chúng ta ngồi ngồi, chúng ta hội đồng ừ, kêu sao ừ vậy, chứ không giờ dám kháng lại. Còn ngược lại, khi mà chúng ta có sự tu tập rồi đó, thì dầu cho họ có đổi, họ có giờ như thế nào, nhưng chúng ta cũng không, nhất quyết là không. Mà như thế thì cái con đường Phật đạo, cái con đường giải thoát sẽ bắt cầu cho ta, cũng là chủng tánh của chúng ta hay là cách duyên thường cận của chúng ta nó có. Hồi nhỏ đó, kính thưa quý vị, chúng tôi nhớ một kiểm rất là nó thường nhất, nhưng cũng cái duyên của mình. Nhỏ lên đọc kinh xong bắt quỳ hết là vậy, nguyện con sẽ tu hành suốt cuộc đời, cúng dường tinh thần thể xác cho Phật, nguyện không bao giờ bỏ đạo, nguyện không bao giờ bỏ chùa, nguyện không bao giờ bỏ thầy. Tôi nhớ đó là lời dạy của sư cả trụ trì chùa Sư Lý. Sợ rớt là sợ luôn, kêu đọc là đọc. Nhưng kính thưa quý vị, sau khi lớn lên bắt đầu có học thì hình như những cái lời nhắc đó, những cái lời dạy đó rất là đáng yêu cho cuộc đời tu của chính mình. Dù có tan da nát thịt, dù cho có như thế nào, con cũng không rời bỏ cái đời sống này, con cũng không rời bỏ chùa. Dù cho có tan xương nát thịt, dù cuộc đời này có sang có sướng có hèn có khổ đau như thế nào, cũng phải giữ đạo, cũng phải ở đạo. Thì cho ở cho tới ngày hôm nay, kính thưa quý vị, còn tương lai như thế nào đó, nhưng có mãi mãi là một canh cánh bên lòng. Dù cho có tan thương nát thịt, dù cho có như thế nào cũng sẽ không thể bỏ, không thể chùa, không thể bỏ chùa, không thể bỏ Phật, không thể bỏ thầy, không thể bỏ đệ. Mới có đi qua cho tới ngày hôm nay chưa là cái gì của cuộc đời, bởi vì tấm màn nhung chưa khép lại. Mình chưa chết thì chưa biết chuyện gì nó sẽ xảy ra. Nhưng chúng tôi nguyện một lòng là như thế. Cũng như cái niềm tin và cái con đường nguyện phải dấn thân, mà chúng ta nhớ tất cả bằng với tất cả tâm tư của mọi người, phải là như thế. Nguyện một lòng giữ đạo, nguyện một lòng theo đạo. Đến chi đó thì lúc đó anung thu la ni sắp sồn, tức dầu cho là thì đó được một là thì cái này ba ba ni thì cái bui nha ni anung thu la ni sắp sồn, tức là cái phước lành dầu cho là lớn dù nhỏ gì chúng ta cũng sẽ cố gắng tạo tác. Nếu như là vô cha sa mê tiếp ba ba ni thì vô cho sa mê tiếp quý nha ni anung thu la ni sắp sô, thì ai mà làm tốt đẹp, làm hoàn thiện các cái điều thiện nhỏ lớn hay là nhỏ, thì các cái điều ác cũng sẽ được tốt, các cái thiện lành sẽ được tốt đẹp. Thì kính thưa quý vị, cho nên trong cuộc đời này không phải quý vị là một người Phật tử đi ra ngoài cuộc sống, chúng ta nói cho mọi người tôi là người Phật tử, tôi là người lâu năm lâu ngày lâu tháng, không cần như vậy. Cần là tôi là người lâu năm lâu tháng, cho nên tôi không bao giờ bỏ đạo, tôi không bao giờ làm lời đạo, tôi sống đúng với lý đạo. Quý vị nghe rõ, tôi là người đã từ lâu ở trong đạo, hay là người mới ở đạo hoặc là ở lâu trong đạo, tôi sẽ nguyện luôn không là người
làm sai lời đạo, làm sai lời Phật. Đây là một giá trị tuyệt đối. Chứ phải tu lâu lên sư cậu, phải ở lâu lâu ngày, cái nghĩ tôi đệ tử của vị này, coi như cao niên lạp trưởng, coi như là sức chúng cao đồ, hòa thượng này thượng tọa, pháp sư kia giang danh nổi tiếng, học thực uyên bác như thế này, nó không cần. Mà chính là cái gì? Tâm hồn này, trái tim này, sự sống này, cội nguồn này là tam bảo. Chỉ sự chân tình đó nó cấu thành gọi là bắt cái tu bắt cái giá, một cái thường cảnh, một cái duyên mà đời đời không đổi, đời đời kiếp kiếp không đổi. Cho nên chúng ta có lưu lạc ở phương nào rồi cũng sẽ bắt nhịp, cũng sẽ có thể trở về, cũng thể quay về chốn xưa hay là quay về bờ giác. Chính là cái mà chúng ta ít chăn nó răng, cái mà chúng ta ý muốn ít chăn tí, ít chăn ít chá đó, cái mà chúng ta mong muốn, cái chúng ta muốn đi, cái chúng ta đã có cái gì, cái chí nguyện, cái khả năng là gì thế. Cho nên trong công cuộc tu tập, trong công cuộc hành thiện sự, trong cuộc đời mọi việc gì đó, không phải chỉ các sư, không phải chỉ có hình bóng của tăng già, không, mà tất cả chúng ta làm tốt đẹp cho Phật pháp hay không, tức là từ trong tâm lòng, từ trong tâm, từ trong tánh, từ trong trái tim của mỗi con người, để góp nên, để tạo nên cho cuộc đời này được tốt hoặc là như thế nào đó. Và kính thưa toàn thể quý vị, có thể nói rằng để chúng ta thực hiện được một cái ước mơ, một cái lý tưởng, một cái lời dạy mà đúng như chân như thật thì không dễ dàng. Nhưng hãy cố gắng, hãy làm những gì có thể, dù ít dù nhiều thì cũng có, còn hơn là không làm. Còn hơn tức là vô tâm, vô tình và không biết gì hết thì rất là đáng tiếc. Tôi mong rằng tất cả chúng ta ít nhiều cũng sẽ góp nên cái Phật pháp này cho chính mình, cho trái tim mình, cho cuộc đời sống luân hồi mình được tốt đẹp, được an vui hơn. Dạ, xin chấm dứt thời gian trước nơi đây, trước khi dứt lời nghĩa quý vị chỉ sự thất kính nữ mong và thử nguyện quan nghĩ cho kính dân Phật Phật lành đến đây đến thức tư đại thiên quân các vị chi tiên vô kỳ chính pháp, kính dân Phật lành đến các vị chi tại chi tiên tại chùa Quảng Nghiêm, chư vị ký linh chân linh và tại nơi đây tất cả chúng sinh nơi đây xin quan hỷ và hướng nguyện đến tất cả thân bằng nguyện thuộc của chúng tôi quý vị, nếu đã quá vãng xin được an nhàn siêu thoát, nhất là các bậc thầy tổ, ngài hòa thượng Tịnh Sự, ngài hòa thượng Vũ Hạnh, ngài hòa thượng Pháp Tuệ, sư trưởng cùng với sư huynh chúng tôi, và đặc biệt chính dân Phật Phước Lành này đến ngài hòa thượng Trì Giới vừa mới viên tịch, mong cho tất cả được an lạc, được tấn hóa như cảnh giới tái sinh, mong cho tất cả quý vị luôn luôn được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầy Ngài Giá, Nam mô Sáng Thầy Giá. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân Thượng tọa Tuệ Nguyên đã giảng bài học số 265 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng tọa. Và con kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho luôn chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng bích đến sư. Sapa mangalang rakhan tu sape devata sapa buddha nu pavena sada sati bhavantu te bhavatu sapa mangalang rakhan tu sape devata sapa dhamma nu pavena sada sati bhavantu te bhavatu sapa mangalang rakhan tu sape devata sapa sangha nu pavena sada sati bhavantu te. Tất cả phương ban có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng các sự tánh lợi thường thường đến người, cầu xin do quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh thượng tọa Tuệ Quyền đại đức Bất Tính đại đức Tịnh Đạt cùng chư Trung Đức đã vào cung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng tri ân chư đại đức tăng. Và kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya re wa ta santi vihara wa si ni phu pe ga re bồ đi ga re ta hình ta tham ma đa đề na pa quan tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang đa lê phê ra cha map cha na wa ca cha bích ca vô sa ra mi ca na đa na pa ti u ba sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra Sapana puta sukita pawan tute Chala bu ya ye pi cha an da sam pa wa Sam se da cha ta tha wo va ba ti ka Ni ya ni kang tham ma wa rang va tip cha te Sappe pi dukha sa ka ron tu sang kha yang Sa tu thi tha tu chi răng sa tăng thẩm mô thẩm ma tha ra cha bút ga la sang khô hồ tu sa mắc ngô wa át tha ya cha hi tha ya cha âm hê ra khăn tu thẩm mô sắp bê bi thẩm ma cha ri nô vụt thêm dâm phá phu ni ya ma thẩm ma ri ya ba huê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống mic.